Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học các pháp từ duyên sanh ra? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tất cả pháp, từ duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi, dứt các hí luận, bản tánh vắng lặng, thì này thiện hiện, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học các pháp từ duyên sanh ra. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học 12 duyên khởi? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết vô minh là không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, như thật biết hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học 12 duyên khởi. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết pháp không nội chẳng có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được mà có thể an trụ, như thật biết pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được mà có thể an trụ, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết chân như không hí luận, không phân biệt mà có thể an trụ, như thật biết pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không hí luận, không phân biệt mà có thể an trụ, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Hết quyển thứ 384.